Vị nữ tướng nước Nam, một tay nhổ núi Nga Mi, một tay nhổ núi Thái Sơn. Giả sử tại Trung Quốc có ghi nhận về một vị nữ tướng nước Nam là phép tắc vô cùng, một tay nhổ núi Nga Mi, một tay nhổ núi Thái Sơn, đánh quân Hán chết, xác lấp sông Trường Giang, hồ Động Đình, oán khí bốc lên tới trời. Vị nữ tướng này là ai? Cuốn Ngọc Phả, Trưng Nữ Vương Triều Công Thần Nhất Vi Âm Phù, Nhất Vi Đại Vương Ngọc Phả Cổ Lục còn được lưu giữ ở làng Vũ Ẻn, Thanh Ba, Phú Thọ, có ghi chép về thân thế và chiến công của vị nữ tướng này. Ở làng Vũ Ẻn, Thanh Ba, Phú Thọ, có hai vợ chồng ông Đinh Bôn và bà Phí Vang hành nghề bốc thuốc gia truyền. Năm 23 sau Công Nguyên, hai vợ chồng sinh được người con gái đặt tên là Đinh Phật Nguyệt. Tên Lót được ghép từ chữ đầu họ Đinh của cha với chữ sau họ Phí của mẹ mà thành chữ Phật. Thuở nhỏ, Phật Nguyệt được học chữ nghĩa, sống bằng nghề chài lưới và đam mê cung kiếm. Lớn lên trong cảnh dân tộc bị áp bức bởi nhà Hán, Phật Nguyệt cùng các trai tráng mộ quân ở các vùng lân cận thành lập được một đội thủy quân đánh thắng quân Hán nhiều trận lớn. Lúc này, khắp các châu quận đều có các cuộc khởi nghĩa. Để tập hợp các cuộc khởi nghĩa lại thành một nhằm có được sức mạnh to lớn, cuối năm 39 sau Công Nguyên, hai bà Trưng hiệu triệu thủ lĩnh các cuộc khởi nghĩa. Thủ lĩnh khắp nơi nô nức quy tụ về. Năm 40 sau Công Nguyên, Phật Nguyệt đưa 2.000 quân về với hai bà Trưng và được phong là tả tướng thủy quân. Đánh đuổi quân Hán đến tận biên giới Hồ Động Đình. Hai bà Trưng tổ chức đại hội quân sĩ ở Hắc Môn rồi chia quân tiến đánh các nơi. Phật Nguyệt được giao trấn giữ vùng sông Thao, ngăn không cho quân Hán tiến về xuôi. Nữ tướng cho một nửa số quân đóng ở phủ Lâm Thao, một nửa trấn giữ phía tây sông Thao, hai cánh quân có thể hiệp trợ lẫn nhau. Nhiều cuộc chiến đã diễn ra nơi sông Thao, quân của Phật Nguyệt thắng lớn, quân Hán phải tháo chạy. Sau đó, Phật Nguyệt cho quân tiến đánh các nơi, cùng với các thủ lĩnh khác chiếm lại 65 thành trì của tất cả các châu quận. Quân Hán của Thái Tú Tô Định phải bỏ chạy thẳng về nước. Nữ tướng Phật Nguyệt nhận lệnh truy kích quân của Tô Định đến tận vùng biên giới là Hồ Động Đình. Vậy nên, biên giới phía Bắc thời Hai Bà Trưng lên đến tận Hồ Động Đình. Hồ này ở giữa hai tỉnh Hồ Nam và Hồ Bắc của Trung Quốc. Lãnh thổ lĩnh Nam thời Hai Bà Trưng gồm rất nhiều các tỉnh của Trung Quốc ngày nay như Quảng Đông, Quảng Tây, Chiết Giang, Quý Châu, Phúc Kiến, Giang Tây, Vân Nam, Hồ Nam, v.v. Trưng Trắc lên ngôi vua, đặt tên nước là Lĩnh Nam, tức phía nam núi Ngũ Lĩnh. Phật Nguyệt được phong làm trấn thủ vùng Động Đình, ngăn không cho quân Hán xâm phạm nơi biên giới phía Bắc. Vị nữ tướng khiến quân Hán kinh hồn bạc vía. Năm 42 sau Công Nguyên, vua Hán cho viên tướng kinh nghiệm và tài giỏi bậc nhất của mình là phục ba tướng quân Mã Viện tiến đánh Lĩnh Nam. Mã Viện đưa quân tinh nhuệ cùng phó tướng Lưu Long tiến đánh Lĩnh Nam. Đến biên giới, Mã Viện đụng phải nữ tướng Phật Nguyệt, quân Hán bị thảm bại. Những trận đánh ở Hồ Động Đình khiến quân Hán thay chất ngổn ngang khắp nơi. Không chỉ Mã Viện bị thất bại, mà viện binh 28 viên tướng của nhà Hán gọi là Nhị Thập Bát Tú cũng không qua được Động Đình Hồ. Năm 1979, giáo sư Trần Đại Sĩ tìm thấy tại Thư viện Bảo tồn Di tích cổ ở tỉnh Hồ Nam, tỉnh thủ phủ phía nam Động Đình Hồ, Trung Quốc, có ghi chép trận đánh Động Đình Hồ như sau. Quan phủ nhà Hán sai phục ba tướng quân Tân Tức Hầu Mã Viện, Long Nhẫn tướng quân Thận Hầu Lưu Long đem quân dẹp giặc. Vua bà sai nữ tướng Phật Nguyệt tổng trấn Hồ Động Đình. Mã Viện, Lưu Long bị hại, vua Quan Vũ truyền Nhị Thập Bát Tú nghênh chiến cũng bị bại. Nữ vương Phật Nguyệt phép tắc vô cùng, một tay nhổ núi Nga Mi, một tay nhổ núi Thái Sơn, đánh quân Hán chết, xác lấp sông Trường Giang, Hồ Động Đình, oán khí bốc lên tới trời. Theo bài viết, thử tìm lại biên giới Việt cổ, giáo sư Trần Đại Sĩ. Cuộc chiến bảo vệ Giang Sơn. Không sao tiến quân được, quân Hán phải chờ thêm viện binh. Viện binh tới, quân Hán chia thêm nhiều ngã tấn công. Trước sức mạnh của quân Hán, Phật Nguyệt phải cho quân vừa đánh vừa lùi để bảo toàn lực lượng, cuối cùng cho quân rút về sông Thao. Một cánh quân khác của quân Hán tiến xuống Hợp Phố, rồi chia làm hai đường thủy bộ, tiến đến Lãng Bạc, khiến quân lĩnh Nam phải chia ra đối phó với các cuộc tấn công của quân Hán.
nhiều trận đánh ác liệt diễn ra nơi Bạch Hạc, Phú Thọ giữa quân của Phật Nguyệt với quân Hán. Mùng 10 tháng 2 năm 43, Phó tướng Lưu Long huy động thêm quân đánh ấp vào doanh trại của Phật Nguyệt. Một trận đánh sống còn diễn ra, nữ tướng Phật Nguyệt tả xung hữu đột giữa trùng trùng quân Hán vây quanh, rồi thoát được khỏi vòng vây ra đến bờ sông Thao. Nhưng khi bà nhìn lại thì không còn thấy bóng dáng quân sĩ nào theo mình cả, tất cả đều đã nằm lại, trong khi quân Hán đã bắt đầu áp tới. Để giữ tròn khí tiết, nữ tướng liền gieo mình xuống dòng sông Thao nơi quê nhà. Sau khi nữ tướng Phật Nguyệt mất, nhiều làng ven sông Thao lập đền thờ để tưởng nhớ. Ngày nay ở đình làng Phượng Lĩnh có đôi câu đối ca ngợi nữ tướng như sau: Tích trù động đình uy trấn Hán, danh lưu thanh sử lực phù trưng. Nghĩa là một trận động đình oai trấn quân Hán, tên còn trong sử phò tá Trưng Vương. Từ trithucvn.org, video được thực hiện bởi kênh Bí ẩn Sử Việt. Mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những câu chuyện tiếp theo. Lịch sử bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Hãy cùng lắng nghe những bản hùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể, cùng Bí ẩn Sử Việt khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc. Đăng ký kênh Bí ẩn Sử Việt để đón xem clip mỗi tuần.